Dạ. Điền Tam Lâm vẫn chưa về sao? Vẫn chưa. Đã chuẩn bị xong chưa? Dạ yên tâm. Đã bố trí sát thủ xung quanh căn nhà này. Chỉ cần tên nhóc đó bước vào nửa bước, tôi bảo đảm hắn ta không có đường quay về. Tiểu thư đâu? Tiểu thư ở trong phòng. Đã cử người bảo vệ tiểu thư rồi. Khoa trưởng, chuyện gì vậy? Có tên tài xế bị giết bằng dao, không có nhân chứng nhìn thấy. Có dấu vết giật lộn không? Người chết bị giết không có chút phòng bị. Tôi nghĩ có thể là bị giết bởi người quen. Là một tay chuyên nghiệp. Đã kiểm tra hết toàn bộ. Trong xe không có bất cứ dấu vết nào khả nghi. Nếu nhìn là thấy ngay thì còn cần chúng ta làm gì? Dân, nằm xuống. Đại nương, thuốc sắc xong rồi. Cháu đút cho bác nhé. Còn nóng sao? Không sao, để cháu thổi. Mẹ, con về rồi. Chị dâu cũng ở đây sao? Nhị Lâm về đó hả? Trông sắc mặt con tệ quá. Không sao chứ? Không sao ạ, con về thăm mẹ thôi. Vậy đại nương, hai người nói chuyện nhé. Con về phòng trước đây. Tranh thủ còn nóng, cho đại nương uống thuốc nhé. Mẹ, nào, uống thuốc thôi, vẫn còn nóng. Mẹ, con thấy người ta tốt lắm mà, vừa hiền lành lại biết chăm sóc người khác. Mẹ đừng để chị ấy gọi đại nương mãi nữa, cũng đến lúc gọi mẹ rồi. Con nói dớ dẫn gì đó, chuyện gì ra chuyện đó. Ở nhà chúng ta, chăm sóc cho hai mẹ con ta là chuyện đương nhiên. Làm gì mà phải để cho anh con? Sao lại là chuyện đương nhiên chứ? Người ta chăm sóc mẹ không phải là chuyện đương nhiên. Con thấy mẹ cũng thích trẻ con lắm mà. Sớm sớm còn có cháu bồng mẹ ạ. Nghe con nói kìa, trong con hôm nay mừng ra mặt vậy? Con đang vui lắm sao? Ông chủ phát tiền lương rồi sao? Cũng coi là vậy. Mẹ, bây giờ con đã là trụ cột của cửa hàng rồi. Tiền lương được tặng thêm chút, nhưng vẫn thấy hơi phiền lòng. Vậy con phải làm cho tốt. Người ta nói người chịu được khổ ắt hơn người. Con làm cho tốt đi nhé. Lâu lắm rồi mẹ chưa từng thấy con vui như vậy. Làm tốt vào. Kể từ khi Tam Ni Tử... Mẹ, con và Tam Ni Tử không có gì cả. Con chỉ thương xót cô ấy đáng thương thôi. Anh cả con đâu? Ăn xong là đi luôn rồi. Nào mẹ, cũng nguội bớt rồi, mẹ uống thuốc đi. Hai anh làm gì vậy? Ai cho hai người đứng đây? Đại tiểu thư, sao cô lại ra ngoài? Ông chủ dặn cô không được ra ngoài mà. Đến lượt anh quản sau. Hai người ở đây làm gì? Đại tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi. Anh điên sao? Tôi cấm anh tới rồi mà. Anh còn không mau bỏ súng xuống. Dạ, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Điền Tam Lâm tới rồi. Quản cái gì? Cha tôi muốn đối phó với anh. Sao vậy? Đau lòng sao? Điền Tam Lâm, tôi chưa từng gặp ai nhanh cả. Mặc gì thì thôi đi, chết đến nơi mà còn tự dâng mình đến miệng cọp. Được thôi, vậy cô cứu tôi thêm lần nữa. Còn không bỏ súng xuống.
không nghe thấy động tĩnh gì. Hắn đến một mình sao? Còn có đại tiểu thư. Khốn nạn! Chuyện gì thế? Sao anh khiến gia tức giận vậy? Xin lỗi gia, hôm nay đến hơi muộn. Ông đoán tình hình thế nào? Nhóm bạn bè người Nhật mời tôi đi xem kịch đấy. Mấy vị sĩ quan Nhật Bản và người của đội Toko, nhờ chuyện lần trước không đánh không quen, giờ chúng tôi thành anh em rồi. Họ còn tặng tôi hộp bánh ngọt. Bánh ngọt Nhật Bản đấy, tôi thấy vẫn còn tươi ngon nên mang qua đây cho ông nếm thử. Ông thật là Điền Tam Lâm, tôi được ông mời ăn cơm đã là vinh hạnh của tôi rồi. Sao lại còn phiền đại tiểu thư ra đón tôi chứ? Hôm nay thế nào đây, mọi người cùng ăn sao? Tam Lâm ơi là Tam Lâm, đúng là tôi xem thường anh quá rồi. Người đâu? Ai cho các anh vào? Cha muốn làm gì? Đưa tiểu thư về phòng. Đại tiểu thư, xin mời. Ông không cần phải nổi giận với tiểu thư đâu. Mà thôi cũng được, hôm nay tôi có lời muốn nói với gia thật đấy. Có cô ở đây cũng không tiện cho lắm. Về đi. Cha. Ồ, tiểu thư, về phòng thôi. Về đi, về đi. Thịt viên tứ hỷ, cá muối, gà nướng. Món ăn được đó. Lão nhị, vẫn chưa ngủ sao? Anh về đó hả? Mọi người ngủ hết rồi hả? Ngủ cả rồi. Lão nhị, sau này chúng ta không làm đầu bếp cho người Nhật nữa, không hầu hạ chúng nữa được không? Anh tưởng em muốn sao? Đúng rồi, anh và cô Lương kia đừng làm chuyện đó nữa được không? Quá nguy hiểm. Anh không nghĩ tới mẹ thì cũng phải nghĩ cho chị dâu chứ. Em biết anh hận người Nhật, ai mà không hận đâu. Nhưng chúng ta đừng tự kéo mình vào nhé. Được, anh biết rồi. Đọc gì đó? Sách nấu món ăn Nhật. Anh không biết đó thôi. Đồ ăn của bọn Nhật cũng có món ngon đó. Họ vô cùng chú trọng vào việc ăn uống. Chọn nguyên liệu nấu thế nào, dùng cái gì để vô cùng cẩn thận. Mỗi vị trí khác nhau trên con cá đều có mùi vị không giống nhau. Nó yêu cầu người đầu bếp khi dùng dao nhất định phải thật chuẩn xác, cẩn thận. Nhật Bản gần biển nên ăn cá biển. Con nhỏ không nói làm gì, nhưng con to phải to như đầu lợn ấy. Nếu muốn vận chuyển từ cảng Thiên Tân vào thành phố Bắc Bình thì sợ là thối từ lâu rồi. Việc này phải dùng cách nấu nướng của món Trung Quốc, khử đi mùi tanh của nó. Thực ra dùng cá sông thai cũng được, mà độ khó khá cao. Em nghiêm túc vào việc này quá nhỉ? Phải rồi anh, miệng của đám Nhật này kén chọn lắm. Em đang ngẫm nghĩ xem làm thế nào để dung hòa cách nấu của Trung Quốc với cách nấu của Nhật Bản. Chẳng hạn như anh xem ở đây này. Lão nhị, em nghiện hầu hạ bọn Nhật rồi sao? Công việc cần thiết mà. Đưa sách nấu ăn đấy cho anh. Không đưa, nghe thấy chưa? Không đưa. Đưa đây. Em không đưa. Em bỏ đây mau. Không đưa. Đưa nhanh đây. Anh, em đưa đây. Đừng giành. Còn đọc cả nửa ngày. Đừng xé. Đừng xé sách nấu ăn của em. Đừng xé. Anh làm gì thế? Hai đứa cãi nhau gì vậy? Được đấy. Tam Lâm, anh ăn ngon miệng quá nhỉ?
Dạ, ông chưa từng nghe câu này sao? Gan lì thì sống, nhu nhược thì chịu chết đói. Cho nên phải ăn chứ. Ông đừng ngồi không nữa. Món ngon như thế, mau ăn đi. Họng súng kề sát sống lưng rồi. Mà anh cũng nuốt trôi được sao? Không sợ. Tôi còn rất nhiều chuyện chưa nói xong với ông. Và cũng đâu nỡ để tôi chết như vậy chứ. Tôi ăn thêm vài miếng đã. Ăn đi, ăn đi. Ăn nhiều vào. Lát nữa không ăn được nữa rồi. Thật đó. Tôi thấy không ổn. Hay ông để họ thử đi. Ra ngoài. Thực ra tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đúng là nên nói chuyện với ông. Tôi nghĩ thế này. Chuyện chúng ta buôn lậu muối, tôi sẽ lấy hết. Chuyện dầu thì chúng ta mỗi người một nửa. Thế nào? Gan anh cũng lớn đấy nhỉ. Dạ, một nửa đã là nhiều rồi. Ông nghĩ thử đi. Ông không cần làm gì cả, chỉ ngồi nhà đếm tiền thôi. Vụ làm ăn hời biết bao nhiêu. Cũng hời đấy. Đúng là Trường Giang sống sau xô sống trước. Dạ, ông đề cao tôi quá rồi. Ông không biết tôi giỏi nhẫn nhịn thế nào sao? Đây gọi là ở nhà nhờ bố mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, cũng nhờ có mấy người bạn Nhật Bản và mấy người bạn thổ phỉ kia bằng lòng coi trọng tôi, bằng lòng bảo vệ tôi, che chở tôi. Mấy người bạn của anh tôi cũng từng nghe qua rồi. Ông biết sao? Biết thì tốt. Đám bạn đó cũng khá tốt, nhưng có tật xấu là tính tình không ổn cho lắm. Cậu ấy ghét nhất thấy tôi bị người ta bắt nạt. Chẳng hạn như lần trước đi, cậu ấy cứ khăng khăng nói ông đưa tôi đến chỗ Dương Trấn Hải là muốn dồn tôi vào chỗ chết, cho nên nhất quyết đòi báo thù cho tôi. Ông biết tôi phải tốn bao nhiêu sức mới ngăn được họ không? Tôi nói với họ, ông chủ Lương là ai nào? Đó là người có ơn với tôi, đúng không? Điền Tam Lâm tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ ông chủ Lương. Hơn nữa, ông là loại người đó sao? Đúng không? Ông sao lại là loại người đó được chứ? Ông tự nói xem nào. Ông là loại người đó sao? Anh thấy sao? Chắc ông không phải là loại người đó đâu nhỉ? Anh đang uy hiếp tôi sao? Dạ, ông nói vậy đúng rồi đó. Hôm nay chúng ta hãy ăn uống vui vẻ đi, đừng tức giận nữa. Ông xem, đừng trừng mắt nhìn chứ. Nhưng câu vừa nãy tôi nói đúng không? Đúng thế. Tôi biết có người bên giật anh. Anh không sợ họng súng của tôi? Sợ? Sợ mà tôi còn tới sao? Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nhị Lâm nói nghe trước đi. Anh ấy xé đồ của con. Nó xé cái gì của con? Nói đi. Sách nấu ăn. Xé cái gì? Sách nấu ăn. Lão đại, con xé sách của em làm gì? Không phải đâu mẹ. Sách nấu ăn đó của nó. Lão nhị, con vô lý rồi đó. Anh cả con đâu phải là người không nói đạo lý. Nếu con không chọc vào nó xé sách của con làm gì? Mẹ, mẹ nói cũng đúng thật. Chỉ là quyển sách nấu ăn thôi mà. Xé thì xé thôi, đúng không? Lại còn làm phiền tới mẹ. Mẹ, mẹ mau về ngủ đi. Anh cả, cũng đi ngủ sớm đi. Phải rồi.
Mẹ, anh em con không có gì đâu. Mẹ ngủ sớm đi. Không biết lớn nhỏ gì cả. Mẹ đi ngủ đây.